Ngày hôm qua 28 tháng 12, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận lịch sử nhằm giải quyết bất đồng về vấn đề các phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc làm nô lệ tình dục, hay còn gọi là phụ nữ mua vui cho quân lính Nhật trước và trong Thế chiến thứ hai. Kể từ khi Hiệp ước Hòa bình hóa quan hệ vào năm 1965 được ký, thì đây là lần đầu tiên sau 50 năm Nhật Bản và Hàn Quốc đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá nhằm giải quyết những mâu thuẫn giữa hai bên về vấn đề phụ nữ mua vui trước và trong Thế chiến thứ hai. Phụ nữ mua vui là cụm từ dùng để chỉ những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc tại các nhà chứa của quân đội Nhật. Phát biểu sau cuộc họp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Ngoại trưởng của hai nước cho biết, nếu tất cả các điều kiện đều đạt được thì đây được xem là thỏa thuận cuối cùng và không thể đảo ngược. Thủ tướng Shinzo Abe chính thức nói lời xin lỗi về vấn đề này. Đồng thời, Nhật sẽ chi 1 tỷ yên, tương đương 8,3 triệu đô la Mỹ để đóng góp cho quỹ hỗ trợ những nạn nhân đã bị ép buộc làm phụ nữ mua vui. Tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh hiện tại bằng thỏa thuận cuối cùng và không thể đảo ngược này. Trước khi kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai kết thúc, chúng tôi cũng đã bày tỏ sự hối tiếc và gửi lời xin lỗi về vấn đề này như các chính quyền tiền nhiệm đã làm. Điều này sẽ không thay đổi. Nhật và Hàn đều cố gắng cải thiện quan hệ song phương kể từ giữa cuộc họp của Thủ tướng Abe và bà Park Jin-hee, Tổng thống Hàn Quốc từ cuối tháng trước. Thủ tướng Abe cho biết thỏa thuận này sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Kể từ bây giờ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ bước vào kỷ nguyên mới. Tôi hy vọng thỏa thuận này sẽ làm bàn đạp giúp cả hai thắt chặt quan hệ và đón chào kỷ nguyên mới này. Thỏa thuận giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía Mỹ. Quốc gia vẫn kiên trì thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa các nước đồng minh lớn tại châu Á trước tình hình Trung Quốc ngày một lớn mạnh và những hành động khó tiên đoán từ phía Triều Tiên.